Thưa quý vị, ở vòng thi thứ hai, chúng ta sẽ phải tìm ra một người mà chúng tôi đặc biệt danh là kẻ thách thức. Một gia đình gồm 5 thành viên, đó là gia đình bá đạo, trang điểm giống nhau, trang phục giống nhau, tất cả mọi cái đều giống nhau. Và phải dựa vào sự phán đoán, sự nhận xét tinh tế của các bạn để có thể tìm ra trong số những con người đó ai thật sự là kẻ thách thức của chương trình. Hãy cùng chờ đón gia đình bá đạo. Chúng ta đang đến với phần trình diễn thời trang của gia đình bá đạo. Đẹp quá. Rất tự tin, rất duyên dáng. Đẹp quá. Còn nhân vật cuối cùng, cô gái có nụ cười xinh xắn dễ thương. Sở dĩ có cái màn trình diễn thời trang nó hơi lóng ngóng vụng về một chút là bởi vì các thành viên trong gia đình của chúng tôi chưa bao giờ diễn thời trang. Dạ. Và họ chỉ có một cái khả năng đặc biệt thôi, đó là múa. Mà không phải múa thường, không phải múa dân gian, không phải múa hiện đại, không phải nhảy rap rock gì trơn trọi á. Múa ba lê. Trong số 5 con người này, chỉ có một con người là biết múa ba lê thôi. Đầu tiên mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Nghĩa và chào quý vị khán giả. Gia đình em thì mọi người thấy rồi đó, có 5 nàng thiên nga. Nhà em truyền thống là tập tạ. Nhưng mà chị em ai cũng biết múa aerobic hết á. Nên á, rút lại em là chị cả của gia đình này. Ôi trời ơi, câu trả lời liên quan ghê. Dạ, cảm ơn em nha. Rồi, tiếp theo. Em thì em nghĩ là em đẹp nên có quyền Em có thể múa được các loại nhạc. Nhưng mà em có thể là, nhưng mà cuối cùng là em quyết định là em học nhảy dây. Tiếp theo. Ôi, cái cô gái đứng chính giữa mà có nụ cười duyên dáng. Giới thiệu về mình đi em. Em thì em múa ba lê thiệt. Hồi nhỏ là em coi phim á, coi trên TV em thấy mấy chị múa ba lê á, chị múa đẹp quá trời luôn á. Xong rồi mấy chị múa là được nhiều người bu bu bu, mà đặc biệt là được trai bu. Cho nên chính vì lớn lên em múa ba lê để được nhiều trai bu. Trời ơi, thì ra cái động cơ để quay học múa ba lê chẳng qua là bởi vì mê trai. Tiếp theo mời em. Dạ, chào anh Đại Nghĩa. Em thì nhà em 4 chị em gái, 5 chị em gái đều biết múa. Mẹ em nói bây giờ em thứ tư, chọn cái gì học ở đây. Em cũng quyết định em đi học múa. Nhưng mà cuối cùng em đậu lớp cát cơ đơ. Cuối cùng học cát cơ đơ. Rồi có biết múa ba lê không? Dạ, coi các chị múa sao em múa vậy. Vậy là cũng có biết phải không? Dạ. Em Út. Dạ, hồi nhỏ em bị mẹ em dụ. Mẹ em dụ hả? Mẹ nói là học múa ba lê vui lắm con, đi học múa ba lê đi. Cái em nghe lời mẹ em đi học múa tới giờ. Em thấy vui thiệt. Thích không em? Dạ thích. Thích. Đó, chúng ta đã trò chuyện với 5 chị em gái rồi ha. 5 chị em gái đều có duyên như nhau. Đó, nắm tay nhau giãn giãn ra chút xíu để cho hai đội chơi chúng ta có thể đi xuống quan sát, gặp gỡ các bạn ấy. Rồi, em xong rồi đó. Sau khi ngắm nghía kỹ càng thì mỗi bạn được quyền đặt một câu hỏi cho một thành viên ở đây. Ái Châu, em đặt câu hỏi đi, em muốn đặt câu hỏi cho ai, cứ đến gần người đó. Thôi em có câu trả lời rồi, em giấu luôn, em không hỏi đâu. Đúng rồi. Đừng... Không cần phải hỏi Em sẽ hối hận, cứ đặt câu hỏi đi, không mất mát gì cả. Em có thể đánh lừa đội đối phương bằng cách hỏi một người không liên quan. Vậy thôi, hỏi chị số 3 đi. Vậy là biết rồi đó, bạn số 3 không phải là bạn mà bên đây lựa chọn. Khi mà múa thì làm sao mà em có thể giữ được cái ngón chân của em ở trên thăng bằng lúc mà chị thấy người ta múa ba lê? Nó có gì vậy? Biết sao không chị? Này, em luyện từ còn nhỏ xíu là em lớn lên em lữ đứng y chang vậy được cái thế đó. Nó vô vậy luôn. Luyện từ còn nhỏ xíu. Quang Tuấn muốn hỏi gì, hỏi một câu đi em. Cô thứ hai đi, thứ hai bên kia. Em học ba lê bao lâu em? Dạ em học được 30 năm rồi. Rồi Quỳnh Đông đặt câu hỏi cho ai? Dạ em bao nhiêu tuổi đó, em hỏi luôn. Bên đây phải không? Dạ. Dạ em 18. 18. Hiểu rồi ha. Dạ học từ dưới. Học ba lê 30 năm rồi mà năm nay mới 18 tuổi. Em muốn hỏi bạn gần em nhất, trong múa ba lê thì bạn thấy là cái kỹ thuật nào là khó nhất? Xoay tròn. Xoay tròn. Xoay tròn. À xoay tròn. Xoay tròn. Rồi hết. Không còn cơ hội hỏi thêm nữa.
Bây giờ thì sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình. Quang Tuấn, Ái Châu, các bạn chọn số mấy? À, từ đây 1, 2, 3, 4. Bạn số 4. Bạn số 4. Bạn số 4. Quỳnh Đông, Linh Phi chọn số mấy? Tụi em cũng chọn bạn số 4. Nếu như các em chọn đúng thì mỗi độ sẽ được cộng 5 điểm. Kẻ thách thức thật sự của chúng ta đó chính là số... Có phải đó là số 4 hay là số 5? Số 4. Hay quá. Nói nghe nè, nãy sao chọn số 4 vậy? Tại vì em thấy cái tướng đi của chị á rất là giống một con búp bê á, không biết nữa, giống như mấy con búp bê chạy á. À, giống như mấy người ba lê là cái chân hay bẹt bẹt vậy nè đúng không? Đi là cái giày đó hả? Ừ, anh thấy giống sặc lô hơn em. Còn đội của Quỳnh Đông sao chọn bạn ấy? Dạ, thiệt ra trong tất cả năm bạn á, bạn nào cũng trả lời trơn tru hết á. Nhưng bạn số 4 á, trả lời cũng có nghĩa là em thấy sự trơn tru mà có sự cố gắng trơn tru trong đó thôi. Sao vậy em hả? Chương trình cho em học bài lâu lắm rồi mà em. Có một câu bay lớn vậy thôi đó mà em nói dấp dáp chi, em ấp úng chi, người ta phát hiện ra mình, thấy không? Làm liền lập tức một vài động tác lả lướt cho người ta tin mình là cái nhân vật đó cái đã. Sau đó mình sẽ bỏ cái mặt nạ ra và mình trình diễn hẳn một tiết mục của mình cho mọi người thưởng thức luôn. Đồng ý không em? Ừ rồi, cảm ơn em. Ừ, động tác này anh làm cũng được nữa đó. Thiệt. Làm thử đi anh Nghĩa thiệt, ơi. Thiệt. À, rồi cảm ơn em nha, anh cũng thử làm dài đường nét. Bởi vì anh biết là em vẫn còn đang giấu nghề đó. Bây giờ thôi gỡ cái mặt nạ ra cho người ta coi mặt mình trước đi cái đã, được không? Này anh phụ em nha. Đó. Trời ơi, xinh ghê chưa? Diễn viên múa gương mặt xinh đẹp vậy đó. Giờ mời em vào trong, có cần chuẩn bị gì nữa không em? Thay đôi giày thôi phải không? Vào trong thay đôi giày, rồi ra đây múa cho mọi người xem em nha. Mời em. Và chúng ta hãy dành cho các cô gái xinh đẹp của chúng ta một tràng vỗ tay. Cảm ơn vì sự xuất hiện của họ trong chương trình. Dễ thương Thiên Nga Trắng, đó là diễn viên múa Mỹ Thư. Cảm ơn em rất nhiều đã hỗ trợ cho kẻ thách thức của chương trình nha. Xin tạm biệt em nha. Đây, kẻ thách thức của chúng ta là đây thưa quý vị. Bây giờ em giới thiệu về mình cho mọi người biết đi nào. Kính chào chương trình, kính chào toàn thể các vị khán giả. Chào các anh chị và anh Đại Nghĩa. Em là Thùy Trinh, hiện bây giờ là em đang công tác tại trường múa Thành phố Hồ Chí Minh. À, Thùy Trinh đang công tác tại trường múa. Và hôm nay Thùy Trinh tới đây ha, đóng vai trò là kẻ thách thức.
Cho nên em sẽ đưa ra cho hai đội chơi của chúng ta một cái thách thức nho nhỏ nào đó liên quan tới múa. Em muốn thách gì nè? Hay em thách Quang Tuấn hay là Quỳnh Đông đi mũi cứng giống em đi. Bây giờ em sẽ đưa ra một vài cái động tác để cho hai đội thực hiện. À, rồi thử nha. Trời ơi, cái gì vậy? Ca này khó luôn. Ừ, khó quá em ơi. Làm lại lần hai. Mời các bạn xuống đây coi cho nó rõ nè. Chuẩn bị, bắt đầu. Một, hai, ba tà bốn, năm tà sáu, bảy tám, chín, mười, mười một, mười hai. Trời, em tụt máu rồi. Thì đó là thách thức mà đương nhiên phải khó chứ đúng không? Dễ dàng quá thách làm gì. Rồi bây giờ mời Trinh đứng đây. Em sẽ làm cô giáo. Em chấm điểm cho hai đội. Có hai đội nhảy múa như thế nào? Đầu tiên là đội Quỳnh Đông, Linh Phi. Trắng đi đen. Em khuyến mãi luôn. Ồ, tức là từ những động tác cơ bản, các bạn ấy đã phóng tác ra thành một bài múa hết sức là không đều. Tới phiên Quang Tuấn với Ái Châu nha. Anh múa kiểu là thiên nga gãy cánh nha. Ok. Em nãy đầu tiên đứng dậy không em? Đúng rồi, đứng dậy. Hay đứng dậy? Đúng rồi. Vô. Hả? Ba Lê mà. Gãy cánh được cứu đi nè, đi làm gì vậy? Mua bất chấp, mua lấy điểm mà. Xong chưa? Xong rồi. Cái lâu hết nhạc quá trời. Ủa nó nghe nè, vậy là xong rồi đó hả? Thông báo cho tất cả các bạn cũng như là các vị giám khảo là ở vòng thi này chúng ta có hai thang điểm là 5 điểm hoặc là 10 điểm. Nhưng mà nếu như quý vị giám khảo cảm thấy rằng cần thiết thì cứ việc cho 0 điểm cả hai đội. Không sao cả nha. Mời anh Chí Tài. Thật ra cái múa ba lê này rất là khó. Mình thấy, mình ngồi ở đây mình coi, mình thấy đơn giản chứ rất là khó. Nhưng mà nhìn Quỳnh Đông với lại cô Linh Phi. Linh Phi. Dạ. Có cố gắng. Và cũng có cái động tác nó cũng tuy là nó không có giống chuẩn chính xác bằng cái cô vũ sư chuyên nghiệp, nhưng mà cũng có một cái sự cố gắng. Còn bên này thì quá là gian ác. Cái cô Ái Châu này có nhảy cái gì không biết nữa thiệt, như là siêu hoạt hình vậy đó. Thật ra bây giờ nếu mà anh chấm đó là anh chấm đội này cao hơn đội này. Mình rất là thích múa ba lê. Mình đam mê ba lê từ bé. Coi cái nhóm Hình Đông với Linh Phi á, thì là Linh Phi á, có một cái nét rất là hồn nhiên nhí nhảnh nên cô ấy cũng tạo ra được cái dáng ba lê rất là đẹp. Và Huỳnh Đông mặc dù thì anh ấy tập tạ dữ lắm nhưng mà anh ấy vẫn ra được cái chất, có một cái chất gì cũng có cái tố chất ba lê. Dạ. Nói chung cặp đôi này múa tôi thấy ổn hơn. Dạ. Dạ. Còn cặp tới bên đây là lết không phải không chị? Dạ, tới Ái Châu với Quang Tuấn á, thì em thấy là cái nền tảng của vũ điệu ba lê nó bá đạo quá. Dạ, một cái động tác nó rất là kỳ khôi mà trong khi Ái Châu có một đôi chân rất là dài, thẳng, miên man, rất là đẹp. Mà tại sao không khai thác những cái gì mà Ái Châu đã thể hiện? Thì mình khẳng định Ái Châu là một người đàn ông thực thụ đó. Không được đâu mà. Nên anh cứ ở nhà, anh cứ việc là anh là cô gái đi ha. Dạ. Ái Đông làm đàn ông. Dạ. Ủa lộ hả, lộ. Mời Thúy Vân. Hai chị ra, một chị Thiên Nga trắng, một chị Thiên Nga đen. Ra múa trời ơi là đẹp. Cái cũng hy vọng là hai đội này là cũng làm được cái gì đó cho mình bất ngờ. Nói chung là về yếu tố dễ thương, yếu tố giải trí thì cho thang đạm 10. Nhưng mà về cái yếu tố chuyên môn mà muốn có giống hay không thì chắc âm điểm à. Thôi lát nữa coi điểm rồi biết. Thôi bây giờ lát gì nữa, xa xôi chi, làm liền giờ đây nè. Đó, mời chị Thúy Nga cho điểm trước nha. Dạ, giờ em chấm cho nhóm kia 10, nhóm này 5 đi. Trời ơi, đây 10 hả chị? Dạ. Yeah. Oh. Cho hai đội 5 điểm hết. Thật ra thì thích lắm. Tại vì quá giải trí, cười quá trời cười. Muốn cho hai đội 10 điểm. Nhưng mà thế nào cũng bị khán giả la. Không được. Là hai đội này múa kỳ quá. Cho nên thôi, cho hai đội 5 điểm. Cảm ơn ba giám khảo.